Hello anh em, thì trên tay mình đây là GSW24.2. Đây, sao nó không lấy nét vô ta. Thì cái video hôm nay á, mình sẽ hướng dẫn cho anh em làm cái GS này. Thì cái video này là hướng dẫn cho anh em làm cái phần cứng, tức là mình sẽ kết nối dây như thế nào, mình hàn dây, mình đi dây như thế nào, cái sơ đồ, cái schematic của nó sẽ như thế nào. Đấy, còn về cái firmware, về phần mềm á, thì giống như những video trước mình đã có nói, mỗi phiên bản TX nó sẽ có một cái phiên bản firmware dành cho GX riêng, tức là mình chỉ có hai GX thôi, bản V1 và bản V2. Thì đây là bản V2 đúng không? Thì hai GX này nó sẽ dùng chung cho nhiều cái phiên bản TX khác nhau, và mỗi phiên bản TX nó sẽ có một cái phiên bản firmware dành cho GX riêng biệt. Ok, thì video hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn làm cái phần cứng, là mình làm phần cứng của cái GX này. Ok, thì dành cho bạn nào mà vừa mới ghé kênh mình á, thì kênh của mình là kênh chuyên chia sẻ về lập trình nhúng, lập trình Arduino, Embedded System. Thì hiện tại kênh đang làm một cái dự án liên quan tới là DIY một cái TX-RX-GRC, một series về hướng dẫn cho anh em tự mình chế tạo ra một cái bộ điều khiển từ xa. Thì anh em nào mà có đam mê về điện tử, về lập trình, thì anh em nhớ like, share và subscribe kênh nhé. Rồi, đây vừa mới design xong GS 10 kênh V24.2 ha. Hôm bữa có làm một cái bản 24.1 rồi, là 8 kênh. Thì bản này dùng GF của Airbay lên kiện Arduino Nano nè, GF 2 nè, GF 24 nè, Airbay một mạch hạ áp xuống 5V cho Arduino và Sauer, rồi một hạ áp xuống 3V cho GF 24, một cái module đo áp 0-25V với một con LED nữa. LED. Rồi, kết nối như sau. Đây là nguồn hạ áp xuống 3V cho GF24, thì nhớ thêm con tụ vô, tụ 10-20 microfarad. Tụ thì bao nhiêu won cũng được, 30W, 40W, 20W gì cũng được ha, quan trọng là cái điện nhung. Rồi, đây là chân kết nối của GF24. Rồi, đây là cái kênh kết nối. Kênh kết nối theo thứ tự sao ha, từ A0 đây, cho kênh 1 cho tới kênh 10. Rồi, đây là kết nối của cái pin connect đó các bạn. Pin để mà mình connect là chân số 3, con led là chân số 2, rồi cái mạch đo áp là chân A6 nè. Đo áp là vô chân A6. Mạch đo áp thì đo áp là nó có 3 chân đúng không? Có 3 chân S. Đây là chân nguồn, nguồn vô nè, VCC với GND là nguồn từ, ví dụ các bạn muốn đo nguồn của nguồn của cái máy bay của mình sử dụng pin 3S chẳng hạn, thì các bạn phải câu trực tiếp cái nguồn đó vào đây. Câu trực tiếp xong rồi ra, nó sẽ ra cái chân tín hiệu, chân ớt với chân cộng, chân trừ. Thì ở đây bỏ chân cộng, bỏ cái chân cộng, không có sử dụng chân cộng ha các bạn. Đây, không có sử dụng cái chân cộng mà chỉ sử dụng chân ớt với chân trừ thôi. Rồi chân ớt thì câu vô chân A6, chân trừ thì câu vô GND, được chưa, bỏ chân cộng. Rồi đây là linh kiện của con GX. Đây là V24.2 10 kênh, GX 10 kênh. Đây là Arduino Nano nè. Rồi, một cái module đo nguồn, đo áp ấy, module đo áp 0-25V, hạ áp xuống 5V, một cái hạ áp xuống 5V, một cái hạ áp xuống 3V3. Rồi, bản này sẽ sử dụng GF24 của Airbay. Bản này theo nhà sản xuất thì là 5 km trong điều kiện tiêu chuẩn. Rồi, một cái phích đồng, thì còn cái phích nhỏ này là làm trên một cái phích nhỏ này thôi. Quân, thì đây là cái schematic của GX-V24.2. Mình sẽ nói sơ qua thôi ha. Tại vì nói chung là trong cái schematic này rất là rõ ràng rồi. Đầu tiên á là cái quy điều khiển mình sử dụng Arduino Nano đây. Rồi, nguồn thì sử dụng 7-20V. Thì ở đây mình sẽ dùng hai viên pin 18650 là sẽ ra 7V, 8V ấy. Sau qua một cái mạch hạ áp 5V 3A, một cái mạch hạ áp 5V. Hạ áp 5V nó sẽ cấp nguồn vô cái chân V-in cho Arduino, được chưa? Cấp nguồn chân output á. Thì ở đây bạn dùng mạch hạ áp nào cũng được, miễn hạ áp xuống 5V là được, tầm 3, 2A là dư sức rồi. 1A, 2A là dư sức nha. Ở đây mình dùng 3A cấp vô V-in. Rồi, một cái mạch hạ áp, một cái mạch hạ áp AMS 7, 3.3V, 1A để cấp nguồn cho NGF. Ở đây GF24 nè, đây NGF24. Thì các bạn chú ý NGF24 nó dùng nguồn 3.3 nha, các bạn cấp nguồn 5V vô là cháy. Rồi, thêm một cái con tụ 10-20 microfarad mà tầm 10-50V. Thì ở đây là mình dùng 10 microfarad, 35V. Rồi đây là các cái chân kết nối, ví dụ chân 10 nè, 9, 10, 11, 12, 13. Thì chân số 9 là có nghĩa là các bạn sẽ
hàng cái chân này vô cái chân số 9 ở trên bar, no, chân D9. À, rồi đây là một cái zoom, đây là một cái chân zoom, nó là một cái hàng gào thôi, các bạn làm ra một cái hàng gào hai chân. Sau xong một chân các bạn câu vô GND, một chân các bạn câu vô chân số 3 của Aono. Rồi bản này thì nó dùng 10 kênh, thành ra là sẽ có một dãy hàng gào output là 10 cái. 10 cụm, mỗi cụm là 3 chân đó, là tương ứng với cái chân để cắm server đó các bạn. À, theo cái chuẩn chân dắt cắm của server á thì tương ứng là đây là cái chân kết nối nè, đấy, từ A0 cho tới 4567, đây là 10. Và cái chân ở giữa, là các bạn lưu ý là mình để cộng 5W nè, nhưng mà cái này là mình ghi nhầm đó các bạn. Cũng phải nhầm nữa, cũng đúng, mà là cái chân dương, cái chân ở giữa các bạn sẽ câu vô cái chân V in này, các bạn câu chung với cái chân V in này được chưa? Tức là cái mạch hạ áp này nó sẽ hạ áp xuống 5W cho Aono, đồng thời 5W cấp nguồn cho cái mạch hạ áp 3/3 và đồng thời là nó sẽ là cấp nguồn cho cái dãy này, được chưa? Rồi một cái đèn, một cái con LED, ở đây dùng một con LED 3/3 thì mình để thêm một cái con chở tầm 100 ohm hay 200 ohm gì đó vô cái chân dương của nó, được chưa? Và sau đó sẽ câu cái con LED này là câu vô cái chân số 2 của Aono, được chưa? Rồi đây là cái cảm biến đo điện áp nè, đấy thì hai cái đầu của cảm biến thì mình sẽ nói vô cái viên pin này, tức là mình nói vô cái đầu input này, cái đầu input, cái đầu của viên pin á. À, rồi cái chân ba chân tín hiệu, ba cái chân tín hiệu này các bạn, thì cái chân up là cái chân tín hiệu thì các bạn nói vô chân A6, cái chân trừ là nói vô chân GND, rồi cái chân cộng này là các bạn câu vô 5W cũng được, còn không thì các bạn bỏ cũng được, cũng không vấn đề gì, được chưa? Quan trọng là câu đúng cái chân A6 với chân GND. Rồi rồi thì về cơ bản là nó có nhiêu đây thôi, để mình coi còn gì đâu. Rồi hết rồi đó bạn, thì cơ bản là các bạn cứ câu theo sơ đồ này thôi. À, các bạn chú ý là tất cả cái chân GND là câu chung lại với nhau nha, tất cả chân GND đó là dây màu đen này nè, từ cái cục pin nè câu vô dài vô GND của Aono nè, rồi đây chân GND nè, rồi đây GND nè, nói chung là tất cả chân GND là các bạn câu chung lại. Còn nguồn thì nguồn 3/3 là phải ra 3/3, 5W là ra 5W, tại vì các bạn câu sai nó sẽ chặt nguồn. Ok anh em, thì nó đang có một cái vấn đề mình bị nhầm chỗ này là cả cái GX. Đây GX, đây là GX V1 8 kênh, GX V2 10 kênh này, thì cả hai cái GX này nè, cái nguồn của mạch hạ áp á. Đây, cái mạch hạ áp xuống 5W nè. Thì cái nguồn của cái mạch hạ áp xuống 5W nó cấp nguồn cho cái Aono nè, là các bạn phải cấp vô cái chân V in. Đây trên cái bo nó có một chân V in nè. Đấy chứ không phải cấp vô cái chân 5W. Thì cái bo 10 kênh cũng vậy nha các bạn, mình đang bị nhầm là mình đang cấp cái nguồn hạ áp, nguồn hạ áp 5W nè, mình đang cấp nó vô cái chân là 5W của Aono, thì các bạn phải câu vô chân V-in mới đúng. Nguồn cấp cho Aono là mạch hạ áp xuống 5W, câu vô chân V-in mới đúng nha. Tại vì các bạn câu vô 5W khi mà điều khiển mấy cái động cơ server lớn á, nó bị sụp áp, nó ảnh hưởng tới chip. Đây, cái sơ đồ mình chỉ mới sửa lại nè, hạ áp từ 720W xuống 5W, câu vô cái chân V-in mới đúng nha. Cả GX 10 kênh và GX 8 kênh V1, V2 á. Đây là kèm mà tích nè. Đấy, kèm mà tích 5W câu vô V-in nè các bạn ha. Câu vô V-in mới đúng thì cái dãy này nè các bạn, cái dãy này cái chân cộng của cái dắt server nè. Của cái dắt ra kênh á là đi chung với cái đường đó, đi chung với cái đường V-in này. Nói chung là sẽ không câu vô 5W của Aono là được. Còn lại là cái hạ áp đó là sẽ câu vô cái đường V-in nè, rồi câu vô cái đường nguyên cái dãy này, nguyên cái dãy cấp nguyên cái dãy ao á. Đấy. Nè. Tức là đây là cái đường đây hạ áp nè, nguồn nè, vô mạch hạ áp. Hạ áp xuống 5W là câu vô V-in nè các bạn thấy không? V-in. Và cái chân này nè là nó nối với cái chân của cái dắt đây, cái dắt ga của cái kênh á, dắt ga nè, 5W nè các bạn ha. Không đụng gì tới 5W của Aono nè, mình không câu vô 5W Aono, nó bị sụt áp. Rồi đây mình vừa mới hàng xong. Thì cấp nguồn này nó ok rồi. Mình cho các bạn xem ha. Đây là cái mạch đo áp, mạch đo áp xong con GF. Đây. Con GF sẽ cắm đây như thế này. Đấy, GF cắm đây ha. Đó, nó như này nè. Đấy. Rồi. Đây là cái mạch nguồn. Cái nguồn 5V, nguồn 5V cấp cho Aono với server bên đây, cái dãy server bên đây. Rồi đây là nguồn 3/3 cấp cho con GF. Rồi Aono, Aono thì cắm lên như thế này. Nha. Chiều này đúng. Thì cứ theo sơ đồ thôi các bạn, cứ theo sơ đồ các bạn hàng dây, được chưa? Nè. Rồi, đây là con LED. LED thì thêm một con chở 500 ohm, ở đây mình dùng một con chở 400 mấy 500 ohm á. Nói vô chân dương của con LED, được chưa? Con chở. Còn cái chân này là chân connect nè, chân connect hai chân thôi, hai chân connect. Một chân là câu vô GND, một chân câu vô hẳn vô chân tín hiệu luôn, được chưa? Rồi đây là 10 cái kênh của mình, 10 kênh điều khiển. Cái chân ở giữa sẽ là chân dương 5W, câu vô nguồn 5W. Rồi chân dãy bên đây là chân âm GND. Đấy, tương ứng với động cơ server của mình á, các bạn lấy cái dắt của động cơ server các bạn cắm thôi. Tương ứng là 1-10. Rồi nhớ thêm một con tụ. Đây là cái dắt của con GF nè, các bạn thêm một con tụ 10 micro. Ở đây là mình dùng tụ 10 micro pha ga 35V. Rồi, dắt nguồn.
nếu như mà không dùng SC thì có thể dùng cái nguồn này, hoặc là muốn mà có đo dòng á thì bắt buộc các bạn phải đo cái nguồn, muốn đo được cái nguồn, cái dòng của nguồn thì các bạn phải cắm vô đây thì nó mới cắm vô đây, thì cái giắc này là nó nối vô cái chân quy CC và ND của cái cảm biến đo áp nè. Rồi cho các bạn xem mặt dưới nha, đây mặt trên thôi tùy mình design thôi, cứ câu đúng dây đúng nguồn là được, còn cái cách các bạn design như thế nào thì tùy. Đây là mặt dưới nè, đấy nó hơi xấu nhưng mà chạy được tại vì mình lấy cái PCB nó nhỏ quá, mình lấy cái bo nhỏ, còn có cái bo này nè lấy luôn thì nó hơi nhỏ nên ra câu nó hơi mệt tí. Thì test ok thì các bạn sẽ đổ keo lại ha, đổ keo cho nó đảm bảo. Đây mình cắm bo lên cho các bạn xem ha. À, thì cái test cái bản chấm 2 này á, cái bản GX V2 này thì nó cũng giống như cái bản V1, tức là tùy từng cái phiên bản, từng cái version TX, tùy từng cái phiên bản TX khác nhau mà nó sẽ có một cái firmware phù hợp ha. Thì mình làm video tới cái phiên bản TX nào thì mình sẽ update cái firmware đó. Còn cái video này mình chỉ hướng dẫn cho các bạn kết nối thôi, làm phần cứng thôi, làm phần hardware thôi.